Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đã thực hiện thành công thay van tim sinh học cho bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Phúc, 66 tuổi ở Hà Nội, bị hẹp khít van hai lá và suy tim độ 2. Thành công của ca mổ không chỉ mang lại cuộc sống mới cho người bệnh, mà còn khẳng định chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ và tầm vóc của bệnh viện. Ngày 20 tháng 6 năm 23, tôi thấy yếu một nửa người, thế đến bệnh viện Tâm Anh thì là làm cộng hưởng từ thì bị nhồi vào ống lão đa ổ. Qua quá trình điều trị thì phát hiện ra là bị rung nhĩ và hở hẹp van hai lá, hẹp thì hẹp khít, hở thì hở nhiều. Cho nên là các bác sĩ động viên tôi thay van tim để cho nó có sức khỏe tốt hơn. Thời gian suy nghĩ thì tôi quyết định quay lại bệnh viện để thay van tim. Bệnh nhân 66 tuổi và bị thấp tim lâu năm, tức là bệnh nhân mắc kỳ còn rất trẻ. Qua quá trình 5 tháng nó nặng lên và hẹp khít cái van cũng hở nhiều, nó phải có chỉ định mổ. Bệnh nhân này thì ngoài cái chuyện van hẹp khít ra, tuổi bệnh nhân thì cũng lớn rồi, sức khỏe cũng có hạn, cho nên chỉ định mổ phải tính toán mổ sớm cho người bệnh và cái chỉ định mổ là hợp lý. Nhưng tôi đã quyết định mổ thay van của bệnh nhân. Bác sĩ ước cứ động viên mà mổ xong nó khỏe, bởi vì tôi thấy sức khỏe của cậu như này là vẫn ổn, các thứ bệnh tật không ấy gì, cho nên là có sức khỏe để mà hồi phục, cho nên là cậu cứ mổ đi rồi sẽ khỏe. Thế là nghe lời giáo sư mổ. Thay van tim là một phẫu thuật lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến cơ quan sinh tồn quan trọng của cơ thể người bệnh. Để thực hiện ca phẫu thuật này, các bác sĩ đã tiếp cận tim người bệnh qua đường mổ trên ngực với sự hỗ trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể CEC nhằm duy trì sự lưu thông máu trong quá trình ngừng tim. Van tim bị bệnh được cắt bỏ và thay thế bằng van sinh học mới, đảm bảo sự phù hợp và an toàn cho người bệnh. Sau khi van mới được thay thế, ekip phẫu thuật đã khôi phục hoạt động của tim trước khi ngừng hệ thống CEC để đảm bảo trái tim của bà Phúc hoạt động trở lại một cách ổn định và hiệu quả. Sau khi ca mổ hoàn tất, van tim mới đã hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự hồi phục sức khỏe nhanh chóng cho người bệnh. Trời phù hộ cho được cái da lành. Thế cho nên là cái da nó cứ hồi phục dần dần, nó không bị nhiễm niếc gì cả. Đúng 2 tuần thì nó khô. Thế cho nên hôm nay đã được rút chỉ rồi đấy. Vết chỉ thì được giáo sư ước còn là khâu thẩm mỹ trong đấy. Thế cho nên là thấy là đẹp. Nhân này được chúng tôi thay van sinh học thế hệ tương đối mới, chất lượng van sau mổ rất là tốt. Mặc dù kích cỡ của van thì nhỏ, nhưng cái diện tích van rất là lớn và cái độ trinh áp của van rất thấp, dưới 30 thủy ngân thôi. Tức là diện tích khả dụng của cái van rất là tốt và bệnh nhân trở lại được cái nhịp đều, không phải dùng các cái thuốc chống đông để bảo vệ cái van cơ học. Tôi nghĩ rằng nếu bệnh nhân mà đi theo dõi định kỳ tốt, được chăm sóc tốt thì cuộc sống tôi đã ổn định với cái van đó và bệnh nhân lâu dài có thể sống như người bình thường. Tôi rất là hài lòng và rất là cảm ơn là gặp được thầy, được thuốc coi như là động viên và gọi đi mổ kịp thời. Mổ sớm đi thì nó có sức thì nó sẽ hồi phục nhanh. Thế là được chồng con cũng đồng nhiệt tình. Thế là bây giờ thì nói chung là thấy toại nguyện. Cùng với tập thể cán bộ nhân viên của bệnh viện Tâm Anh, tôi rất phấn khởi vì phẫu thuật tim mở là phẫu thuật rất là phức tạp, rất là khó. Nên là để mà triển khai được phẫu thuật này đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều đơn vị để đảm bảo ra mổ thành công được. Thì phẫu thuật tim này là cái lĩnh vực rất phức tạp, đòi hỏi cái đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng rất lớn, cũng như là phải có đội ngũ không những vững vàng về chuyên môn, có một sự làm việc nhóm hợp tác rất là tốt trong quá trình làm việc, và đặc biệt là kết quả sau mổ rất là tốt, không có cái biến chứng rủi ro gì và người bệnh sống rất khỏe mạnh. Đó là cái mà mang lại cái niềm vui nhất cho thầy thuốc. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ là niềm vui đối với gia đình bà Phúc mà còn khẳng định khả năng thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp của bệnh viện mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.